Minh được tử vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày đinh tỵ tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày đinh tỵ tức các chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ Lộc hợp với thân tam hợp với xỉu, và dậu thành kim cục xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ hợi, quý hợi, quý sửu, quý tỵ, quý mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao lộc khổ, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, Sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Thiên Đức hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Phú tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng, sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao vạn vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sao chu tức khắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022, Ngày này là ngày vãng vong, vì vậy không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngày hôm nay cũng là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây mà các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 mà các bạn đoán xem nội dung chi tiết Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là với trí tưởng tượng của bạn khi có được thiên ấn nâng đỡ sẽ mang lại cho bạn có được cơ hội tuyệt vời để mơ mộng và bạn đừng có quên đó là tiền đề để cho bạn biến ước mơ thành hành động vậy thì tại sao bạn lại ngại ngần không mơ ước chứ bạn hãy để đôi trí tưởng tượng giúp cho bạn làm công việc này một cách tốt nhất có thể bạn tuổi tí nhá và bạn mệnh tuổi tí trong ngày này bạn nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xả ra với mọi người cũng như là chủ động giúp đỡ những người khác nếu như bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác khi bạn gặp những khó khăn, rắc rối, mọi người cũng sẽ giúp đỡ cho bạn hóa nguy thành an mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tí, lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người nhà lại không được như ý muốn và nguyên nhân có thể là hai bên thường xuyên có những quan điểm trái ngược nhau và bản mạnh tuổi tí nên học cách lắng nghe người khác không nên khăng khăng theo ý của mình bạn tuổi tí nhé Vài câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy mở rộng mối quan hệ chủ động giúp đỡ mọi người tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa nhân cơ hội này hãy phát huy điểm mạnh của bản thân tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ khăng khăng làm theo ý của mình dễ vướng phải những rắc rối tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. Và đánh giá của ba tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ với tuổi Sửu, thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được nhiều sự may mắn trên con đường tài lộc của bạn ngày hôm nay với bà tuổi xỉu, rất có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào những nghề tay trái của mình hoặc là nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua và ngày này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có chính tài tụ khí nếu như có người mời hợp tác làm ăn thì bản mệnh tuổi sửu nên nhanh chóng nhận lời chứ không nên trần trừ do dự sẽ có mối lợi tự nhiên đưa tới mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều có được sự may mắn thuận lợi một số người còn có được cơ may phát tài nhanh chóng nhờ vào những trò chơi may rủi như thế là trúng thưởng trúng số có quà tặng Tuy nhiên, bạn không nên nghĩ tới việc sống phụ thuộc quá nhiều vào vận may của mình. Bạn cần phải cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính sức lao động mà mình đã bỏ ra nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có họa sinh nhu thổ vượng. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn đang rất hòa hợp với nửa kia của mình. Và trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình của bạn luôn yên bình, ít có sự mâu thuẫn xảy ra nữa vài câu quýt cho bà tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức của mình. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có cơ may phát tài bất ngờ. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa không nên sống phụ thuộc vào vận may quá nhiều. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cố gắng làm việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 24 số 78 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tỵ tuổi Dậu Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang phạm phải ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi điều này sẽ làm cho bạn tuổi dần phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không có ai giúp đỡ cho bạn và để có thể giải quyết được mọi công việc nhanh chóng hơn thì với bạn tuổi dần nên chủ động làm việc chứ không nên phụ thuộc đùn đẩy cho người khác nhé và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần dù công việc của bạn có trồng chất bận rộn cũng chớ có nên sốt ruột làm việc nhanh chóng cậu thả tua xong bởi nếu như bạn làm cậu thả bạn sẽ rất dễ mắc phải những sai sót thậm chí là phải bắt đầu lại từ đầu khiến cho thời gian càng kéo dài hơn để giải quyết những sai lầm trước đó nhé Ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có họa khí vượng. Điều này làm cho bạn cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình. Đặc biệt là đối với những ai dễ mắc các bệnh liên quan tới gan, phổi, bệnh về đường hô hấp thì lại càng không nên bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên cơ thể mình trong khoảng thời gian này nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên làm việc một cách nhanh chóng, cậu thả, chua xong việc. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có cái nhìn lạc quan về tương lai, đừng có bộ cuộc khi gặp phải những khó khăn. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên ngại khó khăn, gian khổ trước mắt. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 83, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tốt. Từ với tuổi Mão thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, đây cũng là lúc để cho bạn vượt qua những chướng ngại vật trong quá khứ và có được những trải nghiệm dẫn thân mạnh mẽ tới tương lai, bạn đừng có để cho bất cứ điều gì giữ chân bạn trong ngày hôm nay, bạn cũng đừng có sợ sai lầm, bởi sai lầm sẽ giúp cho bạn trưởng thành và bạn lĩnh hơn trong đời sống này nữa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Mão á, lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn mệnh thực hiện những điều, những công việc mà bạn đang ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, bạn cần phải là người kiểm soát tốc độ và hiệu quả công việc của mình. Đừng có quá phụ thuộc vào lời khiên chê từ người khác bạn tuổi Mão nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày này, nửa kia của bạn luôn là một người rất thấu hiểu và quan tâm tới bạn. Nhiều khi bạn không cần nói, người ấy cũng có thể đoán được những suy nghĩ, cảm nhận của bạn. Vì vậy, bạn hãy biết trân trọng tình cảm mà hai người đang có để vun đắp mọi ngày hơn nữa nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy hãy tự tin để hành động tiến tới mục tiêu tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có được nửa kia thấu hiểu và tâm lý vợ chồng đồng lòng vượt qua khó khăn tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ biết trân trọng tình cảm mà mình đang có tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng có quá phụ thuộc vào lời khiên chê từ người khác, từ vi tụ quý mão thuộc mệnh kim, đừng trông chờ vào điều gì quá vô vọng. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 84, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ với tuổi thìn thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được những dấu hiệu đáng mừng trên phương diện tài lộc ngày hôm nay. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương có thể sẽ được thượng nóng hoặc là tăng lương nhờ vào những sự góp ý sáng tạo và định hướng đúng đắn của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn đối với những người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do, thậm chí có người có đủ sự may mắn để nhận vào những khoản lời lại bất ngờ từ kinh doanh đưa về. Có người còn có được sự may mắn như là trúng số, trúng thưởng nhận được quà tặng từ ai đó trong ngày hôm nay nữa nhé. Ngoài ra, với bà tuổi thìn, bạn là người có lối sống tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch sẽ giúp cho bạn lúc nào cũng có được sự dư dã mức lương hiện tại của bạn dù là cao hay thấp. Với bà tuổi thìn, bạn không phung phí về tiền bạc cho những hoạt động vô bổ cũng như là những món đồ xa xỉ không cần thiết nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho họa vượng. Cái điều này sẽ cũng có thêm niềm tin cho bạn vào những sự lựa chọn của bạn trước đó. Và với bà tuổi Thìn trong ngày này cũng rất tốt cho việc cải thiện mối quan hệ. Nếu như cần nói lời xin lỗi với ai thì ngày hôm nay bạn nên thẳng thắn nói ra sẽ giúp ích cho bạn giải hòa được nữa đó nhé. Theo hại Thượng Lạn Ông, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này, nhân thần nằm ở trong đùi, răng, lợi, bàn chân và gan. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tác động, tổn thương, mộ xị ấp châm trích ở vị trí này trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là ngày can đinh, bạn không nên trị bệnh ở tim bạn tuổi thìn nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được tiền thưởng vì những đóng góp từ trước đó của bạn từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chi tiêu có kế hoạch tài lộc được dư giá tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc công việc tiến trị được thuận lợi tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cần phải tiếp tục cố gắng không nên dễ dàng thỏa mãn với những gì mình có tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sắp xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 20 số 69 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thân tuổi tỵ vi tuổi Tỵ, thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này gây ra nhiều tác động xấu lên vận trình sự nghiệp của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tỵ, mối quan hệ giữa bạn và cấp trên trở nên khá căng thẳng với nhiều mâu thuẫn khó hòa giải được khiến cho bạn nảy sinh tâm lý nhiều người chán nản muốn bộ cuộc nữa bộ việc nữa đó nhé và với bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cho mình nhất là trong thời buổi khó khăn hiện giờ bạn không nên làm việc gì trong cơn nóng nảy bởi như vậy có thể sẽ gây ra những sai sót hoặc là hối tiếc về sau này bạn hãy suy nghĩ lý trí hơn nữa nhé và với bà tuổi tỵ trong ngày này bạn cũng đang gặp ngày của hỏa khí vượng điều này nhắc nhở bạn chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng và nếu có việc gì gây khó chịu khó dễ cho bạn thì bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy ở xung quanh mình để có phương án tháo gỡ hoặc là giải tỏa phần nào áp lực cho bạn nhé vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng nặng nề hơn tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên giữ những quan điểm suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy cư xử một cách lý trí hơn tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy khi gặp phải chuyện không hài lòng và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 23 số 81 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Ngọ tuổi Dậu Từ tuổi ngọ thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển thuận lợi tới bất ngờ chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra thậm chí là vượt xa so với mong đợi nữa và trong ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ các mối quan hệ xã giao của bạn cũng đang phát triển vô cùng là hài hòa may mắn hơn là bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân vào chính ngày hôm nay người đó sẽ vạch ra giúp cho bạn những hướng đi đúng đắn hoặc là những giải đáp cho bạn những thắc mắc trong suốt khoảng thời gian vừa qua nữa nhé và ngày này với bạn tuổi ngọ, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa, bạn nên ưu tin, chọn giờ hoàng đạo và theo những hướng xuất hành tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn, hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài câu quyết cho bà tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, thực hiện mọi công việc theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mạnh, mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ công việc phát triển được thuận lợi có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 74, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ với tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bàn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bàn tuổi mùi đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân trở nên cực kỳ là đào hoa trong ngày hôm nay với mặt tính cách nổi bật của bạn sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt với những người khác phái và bạn có thể dành cơ hội cho những người thực lòng với mình nữa nhé và ngày này đối với những người đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất yên bình. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, người ấy cũng là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa mỗi ngày nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được cơ may phát tài trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi mùi, có thể sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh nhờ vào những công việc nghề tay trái của mình. Bạn thấy đấy, chỉ cần bạn cố gắng thì bạn sẽ có của ăn của để, không cần phải trông chờ vào sự may rủi hoặc là phụ thuộc vào bất cứ ai nữa nhé về câu quyết cho bàn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có được cơ hội tìm được một nửa quan sát kỹ trước khi quyết định tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ làm việc chăm chỉ sẽ có của ăn của để tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng đồng lòng khắc phục được những khó khăn và đánh giá của ba tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 37 số 69 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phụ trợ tuổi Hợi tuổi Mão tuổi Dậu Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 Ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân xem tử vi cho thấy là dưới tác động của ngũ hành nhị hợp phù trợ Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thân vốn có tính cách cởi mở tư tưởng phóng khoáng Ngày này lại càng có dịp để phát huy điểm mạnh của bản thân mình Lại thêm với bạn là người được thần Phật chia chở bạn làm việc gì cũng được thuận lợi trôi chảy nữa nhé và trong cuộc sống này với bạn tuổi thân, bạn là người luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Xong, không phải ai nhận sự giúp đỡ của bạn, đều biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn. Thậm chí là có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội này để làm tổn hại tới bạn nữa. Vì vậy, với bạn tuổi thân, bạn nên chú ý, quan sát, đánh giá để kết giao đúng người tốt nữa nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Điều này làm cho bạn rất dễ khắc khẩu với nửa kia của mình chỉ vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Và khi cả hai người đều đang trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc trò chuyện và tìm thời gian thích hợp để thỏa thuận lại với nhau. Vài câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở phóng khoáng sẽ tiếp thu được những điều mới mẻ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa công việc tiến trị được thuận lợi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đề phòng có kẻ tiểu nhân nhân cơ hội này để gây hại tới bản thân bạn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp phải chuyện không theo ý muốn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vợ chồng sẽ có sự mâu thuẫn khắc khẩu với nhau về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tị. Từ vi tuổi giàu thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là bạn tuổi giàu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ dậu xỉu phù trợ Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi giàu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và được mọi người tôn trọng với bạn tuổi giàu có thể trở thành người dẫn dắt giúp cho tập thể vượt qua những lúc khó khăn trước mắt này nữa nhé. Tuy nhiên, bạn tuổi dậu, bạn cũng cần phải chú ý tới thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù bạn là người làm lãnh đạo, thì khi góp ý, phê bình cho cấp dưới, bạn mạnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, nhẹ nhàng, giúp những người nghe dễ tiếp thu hơn và đỡ bị tổn thương lòng, tự trọng của họ nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có họa khác với Kim. Điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và con cái lại không được hòa thuận cho lắm. Có thể là vì bạn và con cái hoặc là cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự có được sự thấu hiểu lẫn nhau và bạn hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện, giải tỏa những khúc mắc, đừng có giữ những bất mãn ở trong lòng nữa nhé vài câu quý cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo đưa tập thể đi tới thành công tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ chú ý trong cách sử dụng từ ngữ không nên làm tổn thương người nghe tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh kim người nhà chưa thực sự tháo hiểu quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, tìm cách hóa giải những bất mãn ở trong lòng. và đánh giá của bạn tử giàu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 67, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt đó cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng cái điều này sẽ mang lại cho bạn có được cơ hội để cải thiện mối quan hệ giữa bạn và người trong nhà đang rất hòa thuận bạn mệnh tuổi tuất luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Đồng thời, bạn luôn chú ý, tiếp thu, lắng nghe để sửa mình, hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Với bạn tuổi tuất với nửa kia, bạn luôn là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm, cho dù đi làm có vất vả thì khi về đến nhà, bạn cũng luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình, trò chuyện với nửa kia cũng khiến cho bạn cảm thấy như là được trút đi gánh nặng nữa rồi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thu về được một khoản lợi khả quan tài khí tụ việc làm ăn thành đạt tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài sức của mình và trong ngày này nếu như có người mời hợp tác làm ăn thì bạn mạnh cũng nên nhanh chóng nhận lời chứ không nên chần chừ do dự sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều có được sự may mắn như ý muốn nhá về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ là người vợ, người chồng có trách nhiệm, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc quan tâm chăm sóc cho các thành viên trong gia đình tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tiếp tục cố gắng không nên hài lòng với thực tại tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy kinh doanh đầu tư bắt đầu có lãi lợi lộc thu về đáng kể về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Tờ vi tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang phải chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này làm cho bạn tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Và bạn có thể tự đẩy bản thân mình vào tình huống khó xử nếu như bạn cứ tiếp tục múa rìu qua mắt thợ như thế này nữa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi hỏi, những người trẻ tuổi dù bạn là người có tham vọng, muốn chứng minh bản thân mình thì trước hết bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài để cố gắng chứ không nên vội vàng mà nôn nóng. Ngày này bạn hãy lập cho mình những kế hoạch với đức đến cụ thể và cố gắng không ngừng bỏ cuộc giữa chừng bạn sẽ có được những thành tiệu xứng đáng nữa nhá Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hỏi, lại đang gặp ngày có khác với họ, điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại không được như ý muốn. Với bạn đang cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng vấn đề có thể nằm ở việc bạn chưa truyền đạt mong muốn cho rõ ràng đó thôi. Bạn cần phải thử trò chuyện lại với người ấy xem sao nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, thích thể hiện quan điểm của bản thân mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp với mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không nên ôm đồng quá nhiều công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, không nên giấu tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, thành công không đến một cách dễ dàng và nhanh chóng và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 23 số 97 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi mùi tuổi tý các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại